chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chi Bi. Và video ngày hôm nay chị xin mời tất cả các em cùng với chị, chúng ta cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 31 tây tháng 1 năm 2018, và là đơn hàng cuối cùng của tháng 1 luôn. Bây giờ thì là hôm nay đã là ngày 1 của tháng 2 rồi đúng không? Còn đây thì là danh sách này nha. Bây giờ thì cũng như mọi khi đó, mình sẽ dò lại nha. Và đây, chị đã dò lại hết mấy cái tên này rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc thăm nha. 2, 3. Mini game mỗi ngày, mini game cho các bạn đặt hàng, mini game cho thành viên của kênh. Hãy đăng ký thành viên của kênh Bé Út TV. Hãy đặt hàng để có cơ hội nhận ngay một quiz C 25.000 miễn phí. Xì bùm. Wow, Nguyễn Ngọc Tường Vi, chị xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Tường Vi đã trở thành đơn hàng may mắn của ngày 31 tây. Yeah, xin chúc mừng em. Và đây là một quýt xi mặt cười chị xin gửi tặng cho đơn hàng Nguyễn Ngọc Tường Vi, là đơn hàng may mắn nha. Còn đây là bức vẽ mâm ngũ quả ngày Tết ở trên kênh Pro Channel mà chị đã có hướng dẫn các em vẽ rất là chi tiết luôn, từng cái bánh chưng, từng cái nho, từng cái này cái nọ luôn, rất là chi tiết luôn nha. Hy vọng rằng các em sẽ ủng hộ kênh Pro Channel, vì kênh Pro Channel hiện cũng đang có mini game luôn, rất là hoành tráng, rất là vui bên đó luôn. Các bạn đang háo hức để trả lời những câu hỏi, dành những phần quà mini game từ kênh Pro Channel, lại được xem những bức vẽ mới của chị, cũng như là có thể yêu cầu chị vẽ những cái gì mà các em cần. Đó, rất là hấp dẫn luôn nha. Các em có thích không nè? Đó, đây là một gợi ý để cho gia đình chúng ta sẽ trưng mâm ngũ quả ngày Tết đó nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các đơn hàng may mắn, các đơn hàng trúng mini game. Và đầu tiên đó là đơn hàng của Ánh Ngọc, nick YouTube là Ngọc Nguyễn nha. Bạn này đã trúng mini game của ngày 31 tây tháng 1 năm 2018. Wow, và là một cái wishy mặt cười chị xin gửi tặng cho Ánh Ngọc nha, rất dễ thương. Tiếp theo thì là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Hồng Thi ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Bạn này đã trúng mini game ở trên kênh Red Channel với một câu hỏi cực kỳ khó luôn mà bạn đã trả lời cực nhanh luôn mấy bạn. Đó là câu hỏi là hãy ghi tên tiếng Anh của các loại trái cây ở trên cái mâm ngũ quả này. Và bạn Hồng Thi đã nhanh chóng trả lời trúng luôn. Cho nên Hồng Thi đã trở thành thành viên của kênh trúng mini game. Và đây là sắp giấy màu trái tim. Đó, cái giấy rất là lấp lánh luôn, rất là đẹp luôn, chị gửi tặng cho Hồng Thi. Đó, xếp nhiều, thật là nhiều ngôi sao may mắn cho mình nha. Chúc mừng em. Còn nãy giờ chắc là các em cũng thắc mắc mà vì sao mà chị đeo quá trời luôn nè. Trời ơi, chị đeo, để chị cất cái này các em mới thấy. Đó nè, chị đeo quá trời nữ trang ở trên tay luôn. Đó, đeo 5 ngón luôn nè, bên đây là nhẫn nhựa nè ha. Rồi bên đây thì là hộp xoàn kim cương gì. Ui trời, nè ba trái chân châu nè, các em đeo vô nè, rất là đẹp luôn. Tại vì sắp Tết á, mấy bạn mua nhiều nhẫn để đeo, chị cũng tính đeo thử coi có đẹp không. Nhưng mà đeo như vậy nhìn nó nhiều quá đúng không? Thôi chắc là chị sẽ tháo bớt ra nha. Và đây, chị đã tháo nhẫn ra hết rồi, chỉ còn chừa lại 2 ngón này để chị quay video cho nó lấp lánh một chút xíu. Và đầu tiên trong đơn hàng ngày hôm nay đó là của bạn Linh Nguyễn, 133.000. Tiếp đến là hai bịch móng tay luôn, bịch hoa nè và bịch gấu, rất là dễ thương, 5.000 đồng một bịch. Và đây thì là một bộ kit làm lam. Đó, một bộ kit làm lam có trong hộp nha, sản xuất tại Hồ Chí Minh ha. Đó, 50.000 đồng. Là một cái trứng lười 20.000 đồng. Một kẹo marshmallow vani 16.000, rất là thơm ngon nha. Và hai viên kẹo hamburger nữa, mỗi viên 2.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Hương, 93.000. Wow, và đây là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, có thể nấu ăn thật luôn nha. Tuy nhiên các em chú ý, để bị phỏng tay và cháy nổ thì phải có người lớn chơi chung nha. Nấu những món ăn thật rất là ngon luôn á. Và tiếp theo là đơn hàng của cô Hằng, 99.000 đồng. Gồm có 4 bịch xốp nha, 4 bịch hạt xốp là khác màu với nhau. Cái màu xanh này là xanh đậm và xanh lợt nha, hồng. Đó, mỗi bịch là 9.000. Rồi đến là 2 hũ keo sữa nữa nè, rất là to luôn, mỗi hũ là 15.000 nha. Tiếp đến là đơn hàng của Phương Uyên, 217.000.
Đầu tiên là một cái váy 25.000, rất là đẹp luôn. Trời ơi, các em xem nè, thêu á, giống như là một cái vườn hoa mà đủ màu hết luôn. Xanh, cam, hồng, tím ha, hai tầng luôn. Ở trên này có cái bông hoa nữa nè, rất là đẹp. Váy thì rất là xòe, 25.000 một cái. Tiếp đến thì là một cái ba lô da nè mấy em, một cái ba lô da đỏ ha, rất là đẹp luôn, 15.000 nha. Rồi đến là hai cái ba lô kiểu mới, đó là cái sọc chấm, cái chấm bi nè, và cái màu xanh này nha, mỗi cái cũng 15.000, tuyệt đẹp. Tiếp theo là hai cái đất sét Nhật, mỗi cái là 5.000, màu trắng, hí, dễ thương quá. Tiếp theo sau là hai cái cặp táp màu đỏ và màu đen nha, mỗi cái là 9.000, rất là thời trang luôn và dày dặn chắc chắn nữa ha. Tên tên, ai uống nước ngọt không? Và đây là đơn hàng của Phương Uyên với 5 chai nước ngọt khác nhau luôn. Đây là chai nước suối Aquafina, 7up, Coca-Cola, Mirinda và C2. Mỗi một chai ly như vậy là 5.000 đồng, rất dễ thương. Tiếp sau là 3 bịch móc, mỗi bịch 3.000. Rồi đến là bộ đồ kiểu nè. Đây, bộ đồ kiểu này là 35.000 một bộ. Đó, quần tím hoa, áo thun mà có đính hạt nữa nè ha, rất là đẹp. Rồi đến là một cái váy đỏ. Đó, váy đỏ nè, xòe, thật là xòe luôn. Áo này là chúng ta bẹt cái vai ra mặc vô rất là đẹp luôn á nha. Nó bẹt vai đây này nè, để chị lấy ra cho các em xem. Đó. Ha, nè ha. Chúng ta sẽ cho búp bê nó mặc vô. Cái váy thì nó xòe ha. Nó xòe như thế này, sau đó thì mình sẽ đó, bẹt cái vai như thế này nè. Rất dễ thương nha, 20.000. Và bây giờ vỏ bích kiều My ơi ở Bình Thuận đơn hàng 93.000 và nó đặt là nguyên một cái cây xốp, một cái cây đất sét Nhật luôn nè mấy em. Đó, nguyên một cái cây này thì nó có 12 màu nha. Đó, xanh, tím, xanh, đen, đỏ, nâu gì đó, quá trời luôn nè. Đó. Ha, 60.000 đồng một cái cây như thế này, nó có 12 màu đủ loại nha. Và khi mua một lốc như thế này thì chúng ta có thêm được ba cái cây này nè để chúng ta cắt cái đất sét Nhật hoặc là quậy lam đồ ha. Tiếp đến là đơn hàng của Ngọc Hà ở Đà Nẵng, 254.000. Đầu tiên là một cái giỏ đệm rất là đẹp luôn, 18.000 nè mấy em ơi. Đó, chị rất là thích những cái sản phẩm handmade như thế này. Đó, những sản phẩm handmade nè, rồi cho nó rất là mát nha. Nó làm bằng giỏ cối á, những cái sợi cối á ha, thiên nhiên 100% luôn. Và là cái ngành nghề rất là nổi tiếng của Việt Nam của mình đó nha. Chị rất là yêu Việt Nam, yêu U23 và yêu những cái sản phẩm handmade của Việt Nam mình. Đó, 18.000. Sau đó thì là cái gì ta? Phăng phăng. Đây là bộ đồ tiên cá màu xanh rất là lấp lánh luôn, đẹp quá à. Nè, có cái đuôi nữa ha, 35.000. Còn bộ áo dài vàng. Hô 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 hô. À, quần trắng nữa. Mặc chung nó sẽ rất là đẹp luôn nha. Bộ dài này thì 40.000 nha. Đó là slam kim cương vần trăng. À, nhắc tới vần trăng chị mới nhớ tối hôm qua các em có xem cái hiện tượng trăng trăng huyết đỏ không? Đó, rất là đẹp, chị có xem á, màu trăng rất là lạ luôn. Còn trăng này thì 9.000 nha. Rồi đến là hai bộ đồ học sinh nữa nè. Đó, mỗi bộ là 25.000 ha, may rất đẹp. Rồi đến là cái hũ slam nước ngọt trong suốt nè, 9.000 đồng nha mấy em. Và một quýt si cá, đây một quýt si cá chép, 30.000 đồng cùng với lại bộ đồ bà ba. Đó, sắp Tết rồi, may áo mới cho bà thôi ha, rất là lấp lánh đẹp nha mấy em. Quần nữa nè ha, vải rất đẹp, 30.000 một bộ. Và tiếp theo là đơn hàng của Phạm Trương Bảo Quỳnh, 180.000 đồng. Gồm có là bộ bếp nhôm 60.000 đồng. Một đế khớp siêu dễ thinh, dễ thương luôn nha. Có khớp nè và có cái giỏ sách Hello Kitty nữa nè. Áo cũng đẹp nữa mà chỉ có 25.000 thôi nha mấy bạn. Wow, còn đây thì là bộ áo dài nè, được may rất là cẩn thận luôn. Màu sắc phối nè đó, dễ thương lắm đó nha. Nè thấy không, rất là sặc sỡ luôn. Quần trắng ha, 40.000 đồng. Rồi một hũ keo sữa nữa, 15.000. Và một bịch kép, 10.000. Wow. À, tiếp theo Hoàng Bảo Nhi ơi, Hoàng Bảo Nhi đơn hàng 144.000. Gồm có hai bộ kit làm slam. Đây, hai bộ kit làm slam là 50.000 đồng một hũ nha, một hộp chứ lộn, có rất là nhiều đồ trong đây. Rồi có hai bịch tiền nữa nè, mỗi bịch 2.000.
Do có hai bịch tiền lẻ, chị sợ rớt cho nên là chị sẽ bỏ vô trong đây nha. Tiếp đến là đơn hàng của Trần Văn Hưng 162.000. Đầu tiên là một tiểu thư mắt đá, đó, váy hồng, tóc nâu, có một cây dù đỏ luôn, váy 2 tầng ha, rất là đẹp, 47.000 nha. À, tiếp theo thì là một cô dâu mắt đá 47.000. Đây, cô dâu có khuôn mặt rất là xinh luôn. Đó, có một cái nơ nữa nè. Đó, các em xem mà ha, có cái nơ màu hồng, màu cam chứ, chấm bi. Rồi váy thì có mấy tầng hoa luôn ha, rất là đẹp, chỉ có 47.000 đồng thôi nha. À, cuối cùng thì còn có là một mắt đá 35.000. Wow, rất là đẹp ha, tóc màu tím hồng và mặc một cái váy bạc, đó, rất là lấp lánh nha. Và cả hai đều rất là xinh đúng không mấy em? Xinh lung linh luôn nè. À, tiếp theo là đơn hàng của Trần Thị Tường Vi 100.000 đồng. Đầu tiên là một em bé nhí nón len 8.000 đồng. Rất là dễ thương, váy trái tim. Rồi đến là bịch giày, đó, bịch giày 5.000. Bộ đồ học sinh, đó, may rất là đẹp luôn, 25.000. Chai keo sữa, à, chai keo sữa nhỏ 4.000. Rồi đến slam gấu 5.000. Và còn có 10 viên kẹo hamburger nữa đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Đủ, mỗi viên 2.000. À, tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Tường Vi 110.000 đồng. Và cũng là đơn hàng may mắn trong ngày hôm nay. Đó, chị chúc mừng Tường Vi nha. Và đây là wish list mặt cười chị gửi tặng cho Tường Vi. Còn các bạn thành viên kênh thì hãy nhớ ghi số 110000 để tham gia mini game nha. Tiếp đến thì là 5 bịch tiền. Đây, 5 bịch tiền, mỗi bịch 2.000, đầy đủ hết các loại nha. Và một bịch phụ kiện kiểu mới nữa. Đây, phụ kiện kiểu mới là 5.000. Ngoài ra thì Tường Vi còn có đặt cái tủ hồng 62.000, có hình của Doraemon và ông sao, rất là dễ thương nha. Tiếp theo là đơn hàng của Bùi Dương Gia Hân 83.000, đó là một bộ kit làm lam 50.000. Là đơn hàng của Quốc Khánh. Quốc Khánh ơi, đơn hàng 161.000. Bạn đã đặt là 5 nhân vật hải tặc luôn. Đây, một là Robin, sau đó thì đến là anh chàng Vanky. Đó, anh chàng Vanky. Sau đó thì đến là Nami. Rồi cuối cùng là anh chàng Frog. Đó, nghe chưa, 4 nhân vật luôn. Thì mỗi một nhân vật ở trong cái bộ phim thuyền trưởng như vậy là 32.000 nha mấy em. Rất là đẹp nha. Đó. Tiếp đến là đơn hàng của chị Hồng 93.000 đồng. Đó là một bịch đất sét Nhật luôn nha. Hai bịch chứ. À không phải, ý là chị nói là một bịch lớn á. Bịch lớn nó là 12 màu. Thì trong đó nó có là thêm 3 cái cây này để chúng ta cắt hoặc là quậy slam rồi nha. Chơi rất là vui luôn. Mèo màu quá trời luôn, đẹp ơi đẹp nha. Bịch nhỏ thì 5.000, còn nguyên cây lớn vậy là 60 nha. Tiếp theo là đơn hàng của Bảo Trân 91.000. Gồm có là một cái áo khoác jean cho búp bê, áo khoác 20.000 đồng. Sau đó là 10 viên kẹo hamburger. Đây nè, 2, 4, 6, 8, 10 nha. Mỗi viên 2.000. Cuối cùng là một cái xì chuột 18.000. À, rất là đáng yêu. À, tiếp theo là đơn hàng của Đinh Hoàng Minh Anh 63.000 đồng. À, gồm có là hai cái bịch đất sét Nhật nha, mỗi bịch 5.000. Cái lam xốp này thì cũng 5.000. Rồi còn có thêm keo sữa nữa. Đây, hũ keo sữa rất là to nha, 15.000. Cái hũ cũng đẹp nữa ha. Còn bây giờ Lý Thu Ngân ơi, Lý Thu Ngân đơn hàng 129.000. Gồm có bộ bếp nhôm 60.000 đồng. Wow, rất là dễ thương. Rồi đến cái lô tô nữa nè. Lô tô thì 18.000 nha. Chơi rất là vui. Còn đây là hai bịch phụ kiện. Wow, hai phụ kiện mới 5.000 thôi. Tiền thì là 2.000 một bịch. Đủ loại hết nha. Chúng ta sẽ chơi lì xì Tết nè. Đó, chơi lì xì Tết ha. Đủ loại tiền hết luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Phạm Văn Hiếu 113.000. Đó, đầu tiên, wow, bộ kit làm lam 50 nữa nè. Rồi một cái whisky kèm viên. Rồi một cái slam 5.000. Đó, nước ngọt nha, rất đẹp. Và bây giờ Lan Tường ơi, Lan Tường đơn hàng 269.000. Thì đầu tiên Lan Tường có đặt là một cái tủ 45.000. Đây, cái tủ rất là đẹp, có 5 ngăn để đựng phụ kiện cho búp bê. Tiếp theo thì là hai vỉ giày 17.000 nha. Đó, nó giống nhau nhưng mà cũng rất là đẹp ha, 12 đôi.
Tiếp theo thì là bịt móng tay mặt cười 5.000. Đây thì là một quỷ giày 100.000 luôn. Đây, nó sẽ có, để chị xem coi là bao nhiêu bịt nha. 1, 2, 3, 4, 5 5, 3, 1, 2, 3, 4. 4 lần 5 là 20 bịt. Đó, có rất là nhiều kiểu giày luôn. Các em xem nè. Giày đen nè ha. Rồi giày bót nè. Giày ba lê. Giày hoa hồng, giày ba tầng. Đủ kiểu hết luôn nha, rất là đẹp luôn. Đó, 100.000. Tiếp theo thì là 5 bịch ly nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mỗi bịch ly như vậy là 5.000 đồng. Đó, đủ hết các kiểu ly luôn. Rồi đến 10 bịch chén nữa chứ. 1 nè, 2 nè, các em xem là đầy đủ hết luôn. 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nha. Như vậy là 10 bịch ly chén. 10 bịch là chén này thì chỉ có 3.000 bịch thôi, mà có đầy đủ chảo, nồi, đắm nước, rồi muỗng, dao gì. Ôi nhiều ơi là nhiều luôn ha. Rất là dễ thương. Nó tí hòn là rất là dễ thương luôn á. Và bây giờ là đơn hàng của chị Thủy mua cho bé, tổng là 639.000. Đầu tiên thì là 2 hũ slam lỏng, mỗi hũ là 4.000. Tiếp theo thì là 1 whisky bánh kem dâu. Đây, 2 trái dâu ha, rất là dễ thương luôn. Có sô-cô-la đồ nữa nè. Đó, 90.000 đồng nha. Tiếp theo thì là 2 cái áo dài nha. Áo dài thứ nhất là áo dài trắng. Đó, áo dài trắng có chấm bi xanh đỏ, rất là đẹp luôn, 40.000 đồng. Áo dài thứ hai là áo dài hoa hồng. Đó, ở trên ngực áo nè, cũng có cái hình bông hoa nha. Rồi các em xem nè, dưới vạt áo nè cũng có nhìn bông hoa hồng rất là đẹp, phối với cái quần trắng nè, nó sẽ rất là nổi luôn, đúng không? Hai bộ đồ rất là đẹp, 40.000 đồng một cái áo dài. Tiếp theo thì là 3 bịch phụ kiện kiểu mới, mỗi bịch là 5.000 đồng, đủ kiểu hết. Rồi đến là bịch hạt xốp, đây là bịch hạt xốp nha, 9.000 đồng một bịch, rất là to. Và đến là 2 bịch giày. Wow, có cả 2 đôi giày trong suốt luôn, một đôi màu trắng và một đôi màu xanh, mỗi bịch 5.000 nha. Tiếp theo thì là 2 cái móng tay giả. Đây là móng tay hoa, còn đây thì là móng tay môi hôn, môi son á, rất là đẹp, 5.000 đồng một cái. Rồi đến là 10 viên kẹo hamburger nha. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 ha. 10 viên kẹo hamburger thì mỗi viên như vậy là 2.000, rất là ngon. Ăn kẹo rồi thì bây giờ chúng ta uống nước. Đây là chai nước Slavi và Coca-Cola, mỗi chai 5.000. Hũ keo sữa nè, to ơi là to luôn. Cái hũ thì cũng đẹp nữa, 15.000 nha. Ping pong. Còn đây thì là 2 bộ đồ kiểu. Wow, một cái quần ri nóng bát rất là thời trang cho mùa xuân này nha. Kèm với lại là cái áo sọc sắc màu luôn. Ha, búp bê mặc đi chơi Tết rất là nổi luôn. Cái quần nè được may rất là cẩn thận và đẹp, các em xem nè, thấy không? Đó, may đẹp ơi là đẹp luôn nha. Còn bên đây thì là một cái váy, đó, cái áo nè, áo rời có 2 phần ren, còn đây là cái váy jean ha. Cái phần tay áo nè ở phía sau này mặc vô, đã có video chị mặc cho các em xem á, bộ đồ này thấy như vậy, nhưng mà khi búp bê mặc vô đẹp ơi là đẹp luôn á, cũng 35.000 nha. Còn đây thì là 2 cái ba lô mới, yeah, màu vàng và màu xanh, tình 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 tình, rất là đẹp luôn, 15.000 một cái. Và đến là 2 cái cặp táp, mỗi cái 9.000, màu tím và màu vân gỗ ha. Đó, rất là chắc chắn và dày dặn luôn nha. Còn bây giờ thì là 3 cái tập sách. Đây, 3 cái tập sách, mỗi bịch tập sách như vậy là 12.000 đồng, gồm có 4 quyển tập, rồi mấy cây viết nè ha, và cái giấy để chúng ta in ba liên, rất là thú vị luôn, vẽ một tờ ra được 3 tờ. Rồi đến là cái trứng lưới. Đây, trứng lưới 10.000 ha. Bịch cát thì là 10.000 luôn. Rồi một cái panda màu trắng nữa nè, rất là dễ thương, 25.000 nha. Tiếp theo thì còn có 2 bộ đồ cho anh Ken nha. Hồi nãy là có đồ cho búp bê, rồi bây giờ có đồ cho búp bê trai nữa chứ. Đây là bộ đồ màu đỏ nè. Đó, rất là hợp với xuân. Quần jean nha, áo thun, quần jean lửng. Còn bên đây ấy thì là cái áo sơ mi và cái quần tây. Đó, 30.000 đồng một bộ nha. Và cuối cùng trong đơn hàng thì còn có một cái vỉ phụ kiện 80.000 cho búp bê nữa nè mấy em. Đó, túi xách, rồi tai phone, nón rồi nè ha.
mắt kiến dày đầy đủ hết đó, rất là đẹp nha, 80.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của Phạm Anh Thi, 146.000, cũng là đơn hàng cuối cùng trong ngày hôm nay của chị. À, xin mời các em cùng xem. Bạn đó có đặt là một búp bê mắt đá 35.000 đồng, váy bạc nè mấy em, rất là xinh, tóc vàng hồng nha. Rồi một cái bịch giày, wow, có giày pha lê luôn, 5.000. Kẹo hamburger 1, 2, 3, ngon quá à, 4, 5, 6, 7 viên, mỗi viên chỉ có 2.000. Cuối cùng từng tinh tinh thì có một cái tủ hồng 62.000 và một bạn Pikachu không biết đi đâu mà thấy có chữ Go ha, rất là tiện lợi luôn, treo đồ nè, để giày dép đồ nè, bàn trang điểm luôn nha. Và đơn hàng của anh Thi cũng đã kết thúc video kiểm hàng ngày hôm nay của chị. À, nếu các em thấy thích thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ video cho các bạn khác cùng xem nha. Bye bye. Và đừng quên đăng ký thành viên trên kênh Bé Úc Chi Bi để là người đầu tiên xem những video mới nhất của chị, để có thể tham gia và trúng mini game, cũng như là xem những cái đơn hàng hết sức là biến hóa của các bạn, để chúng ta có cái cách sắp xếp chọn lựa hàng hóa của mình khi mà đặt hàng cho nó hợp lý, ha, rẻ và đẹp.